Trơn trợt mưa của bác anh chị, phải nói nhìn lại vẫn còn nổi da gà. Và cũng may mắn là Bùi Hồ thì nó cũng gặp nhiều may mắn trong cái chuyến hành trình này. Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Vậy là một hành trình không quá ngắn cũng không quá dài. Bùi Hồ có mặt tại vùng Đông Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng. Và trong một cái hành trình vừa qua thì Bùi Hồ đã kịp mang những cái chiếc áo ấm và cả những cái phần cơm có thịt cho các bé tại hai điểm trường tỉnh Cao Bằng. Rất cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng với Bùi Hồ cũng như là tất cả các cô bác quý anh chị mạnh thường quân ha. Đây là một trong những cái điểm trường rất là khó khăn mà trong cái trí tưởng tượng của Bùi Hồ thì không nghĩ rằng đoạn đường đi đến trường của các cô và các bé nó lại vất vả như vậy vào những cái mùa đông cô bác quý anh chị. Rất là lạnh, nhiệt độ có đôi khi buổi tối xuống khoảng còn 10 độ C. Rồi ban ngày thì nếu như mùa đông thì ban ngày khoảng chừng 15 16 độ. Không có những cái chiếc áo ấm đến trường đó thì rất là vất vả cho các bé. Khi ra trường ấy thì mình cũng đã xác định là trước khi đi học thì mình cũng xác định là về để dạy các bé ở quê hương mình, các em ở vùng núi khó khăn ấy, thì nó rất là vất vả, không giống như ở các vùng đồng khác. Mà ở đây thì ngay chỗ chỗ mà chị đang dạy á, là ở điểm trường xa nhất. Đó là điểm trường này là điểm trường thứ hai, còn một điểm trường chị đang dạy ở trên đấy là có 4 học sinh thôi, một mình chị và bốn bé học sinh, và hôm nay cũng xuống đây để nhận quà. Và từ đây, từ cái điểm trường này lên đến điểm trường chị ở trên đấy là đi xe thì phải mất 15 20 phút nữa, 20 phút đi lên núi, lên trên kia, đi theo một mấy ngọn núi nữa cơ mới đến. Và ở trên đấy á, không có điện, không có đường thì còn rất là gần như là gần không có đường và cũng là không có nước. Bây giờ là có mùa mưa thì các bé mới có ở dân, kể cả dân trên đấy mới uống nước để mà bắt đầu là uống. Nhưng mà thấy là ở nước ở trên đấy thật sự không đảm bảo, tại vì là cứ phải hứng quanh như vậy. Nếu không có hứng để thì nó lại không có nước uống. Hứng để thì toàn rất là nhiều con loang quăng ấy. Để cho các bé tự tay viết được cái tên của mình trên cái đôi tay của mình và hiểu được cái con chữ để mà khi mà người ta không có thể lừa gạt mình được. Rất là mà không biết thì và trong cái hành trình đó thì đối với bản thân của Bùi Hồ cảm nhận được rằng á, đoạn đường đi đến trường cực kỳ vất vả và cực kỳ khó khăn, phải vượt qua những cái con đường đất nè, qua những cái khu đèo. Và sau khi mà Bùi Hồ nhìn lại cái thước phim đó đó thì cảm thấy run sợ đối với bản thân của mình. Tại vì trước giờ đây thì Bùi Hồ cứ di chuyển ở trên những cái con đường bằng phẳng ở đồng bằng á, thì đoạn đường đi đến trường của Bùi Hồ trước đây đi dài thì nó cũng rất là thuận lợi về phương tiện di chuyển cũng như là về thời tiết đối với bản thân của Bùi Hồ. Tuy nhiên á, đối với các cô á, phải qua những cái cung đèo. Trên cái hành trình này mà nếu như mà mang giày thì không biết xuống như thế nào. Nhờ anh Thành có chuẩn bị cho Bùi Hồ một cái đôi ủng. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn người Cao Bằng. Rất là vất vả, nhưng mà cả đoàn đi rất là vui vẻ hứng khởi vì anh đấy mang đến với các em những áo ấm. Thế nhưng mà nghề nào cũng vậy thôi em ạ, nghề nào cũng có cái khổ cái vất vả, nhưng vì là mình chọn rồi mà, cho nên là các em có vất vả thì mình đem đến cái chữ cho các em thì mình cũng thấy rất là vui và tự hào nữa, vì là mặc dù vất vả nhưng mà mỗi người chọn lấy một nghề. Mình đã chọn rồi thì mình rất tâm yêu nghề thôi. Còn những cái khó khăn của các cô thì em thấy rồi đấy. Những ngày mưa thì như hôm nay tất cả các cô đều phải gửi xe lại và đi bộ một đoạn đường cũng gần hơn 1 cây số đi bộ. Thì nói chung là cái khó khăn thì cũng có, nhưng mà cái vui và cái hạnh phúc cũng rất là nhiều. Có, phụ huynh sẽ phải đóng góp mỗi em là 10.000 và sẽ nộp thêm củi. Vâng. Thêm gì cơ? Thêm củi ạ. Củi. Củi khí đốt đấy mà. Vâng. Cây củi ấy. Em chưa thấy cây củi đúng không? Dạ em thấy rồi, có nghĩa là dùng để đốt, để sưởi ấm. Để nấu ăn ấy. Dạ. Để nấu nấu ăn ăn. luôn ấy. Vâng. Vì là cái điểm trường này là chưa có điện. Dạ. Cho nên các cô cũng không thể nấu đồ điện được. Bùi Hồ cùng với cả đoàn á, đi trên một cái chiếc xe rất là lớn được các anh hỗ trợ, chiếc xe 29 chỗ, phải vượt qua những cái đèo rồi mạo rồi những cái đường trơn trượt mưa của bác anh chị, phải nói nhìn lại vẫn còn nổi da gà.
Đối với Bùi Hồ thì nó cũng gặp nhiều may mắn trong cái chuyến hành trình này, để mang cho các bé những cái phần quà, những cái chiếc áo ấm. Cùng mà cảm xúc đó thì sau khi về lại đây thì mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người, đúng không cô bác chị? Có ạ, bây giờ thường xuyên là đi, có lúc thì còn phải dắt xe đi lên cái đoạn khó kia, đoạn đất đỏ kia ấy. Có lúc còn ngã các kiểu. Nói chung là khó đoạn bên này. Cô tươi dạy sáng đi chiều về hay là ở lại đây luôn? Em đi về ạ. Dạy cả ngày đi về thì tan trường lúc mấy giờ? Em lúc 4 giờ rưỡi ạ. Vậy thì đi xuống tới... Tới nhà là 5 rưỡi, 6 giờ. Có những ngày chiều thì lại mưa gió cộng thêm sương mù và đoạn đường rất là vắng, thì cô tươi có lo ngại về cái đoạn đường đi của mình không? Có ạ. Em là lo nhất là cái đoạn đường, khi sợ nhất là mưa gió mùa này, sương mù dày đặc như này nữa là còn nhìn không thấy đường luôn. Một lần, có một lần nào nguy hiểm mà trên đoạn đường về mà cô Tư nhớ nhất không? Trong một năm qua. Có anh ạ. Có lúc đi kiểu là những cái đoạn đường mặn nghèo ấy, nhìn không thấy, nói chung là nhìn không thấy đường, xong là tầm nhìn xa nhìn khó ấy, thấy là gặp những cái xe máy về đối diện mình là người ta không biết bật pha lên là nhìn không thấy, có lúc cũng nguy hiểm anh ạ, suýt phát đâm nhau luôn á, nhìn một phát là thấy trước mặt mình luôn á. Em sợ nhất là những cái lúc mà sương mù này đi đường mà không quan sát kỹ là lúc kia thấy nguy hiểm lắm ạ. Hỏi thật thì những cái nguy hiểm, những cái khó khăn và những cái vất vả mà cô đã từng chịu đựng suốt mười mấy năm qua, có bao giờ cô nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cái nghề này, tìm một nghề khác nó dễ dàng hơn không? Dạ em không ạ. Tại vì nghề này cũng đã đi theo em suốt 15 năm rồi, nên là em cảm thấy nó kể cả vất vả nhưng mà em thấy yêu các bé thì em cũng không nghĩ là bỏ nghề ạ. Vì đây là nghề của mình chọn rồi. Chúng ta có thể là khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng mà đối với các bé cực kỳ khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Có những điểm trường á, bữa họ đi đến đó là không điện, không nước nè. Và thậm chí là các cô á, nó ăn cho các bé phải nhờ các phụ huynh đi đưa con đi học á, phải đem theo một cái bó củi lớn như này vậy nè, để nấu cho các bé, nấu bằng những cái bếp củi á. Cô bác anh chị thấy không? Có những cái đêm trường cực kỳ khó khăn. Và những cái hình ảnh đó nó luôn ở trong cái tâm trí của Bùi Hồ á. Nó vừa cảm xúc mà lại vừa coi như là trải nghiệm, thì đối với những người trải nghiệm mà có tính mạo hiểm thì nó là một điều gì đó rất tuyệt vời. Và tìm hiểu về một nền văn hóa thì nó cũng hay. Tuy nhiên những người sống ở đó thì chúng ta thấy họ còn khó khăn hơn rất nhiều. Và ngày hôm nay sở dĩ Bùi Hồ trở về lại quê hương Đồng Tháp và chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý anh chị biết được rằng hành trình một tuần lễ cũng đã xong. Mặc dù là có những cái vất vả khi mà mình phải di chuyển đi một mình, tuy nhiên thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Cũng cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành với Bùi Hồ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho Bùi Hồ 200 USD để Bùi Hồ di chuyển lên Cao Bằng. Và cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ đã hỗ trợ vào quỹ để mà hỗ trợ cho các bé ở Cao Bằng là 10 triệu đồng. Cảm ơn chị Lộc Quyện ở Úc đã đồng hành hỗ trợ với Bùi Hồ. Và chắc có lẽ là cô bác anh chị xem những cái đoạn clip mà Bùi Hồ đăng lên á, chị thấy những cái phần phát quà ở các điểm trường, ở hai điểm trường, mặc áo ấm cho các bé và nấu ăn cho các bé. Tuy nhiên về cái số tiền cũng như là mua vật dụng gồm những cái gì á thì Bùi Hồ chưa công bố, tại vì lúc đó thì Bùi Hồ mua được những cái phần nào thì cứ mua được, gửi được các bé được bao nhiêu thì cứ, có nghĩa là mua hỗ trợ được phần nào thì cứ mua, nên là nữa là chưa có tổng kết. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho Quý Mệnh Quân để tổng kết cái số tiền, cái chi phí để mà phát quà cho các bé gồm có những gì. Và trước khi mà công bố chi phí này thì cảm ơn các ban ngành đoàn thể ở tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ cho Bùi Hồ về phương tiện di chuyển, như là xe di chuyển từ thành phố Cao Bằng lên đến hai điểm trường thuộc hai huyện đó là Hào Quảng và Nguyên Bình, Hào Quảng và Nguyên Bình của Cao Bằng.
các anh đi là hỗ trợ xe miễn phí, và thậm chí là các anh các bạn á có mua đem theo những cái phần lốc sữa để vận động từ những cái quý mạnh thường quân. Rất cảm ơn chân tình của những người Cao Bằng, những người bạn rất là dễ thương, và cảm ơn quý mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ. Và sau đây thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách chi tiêu áo ấm cho trẻ em vùng cao Đông Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng. Một là áo tiểu học màu xanh là 52.000 đồng một cái, 58 số lượng là 58 chiếc, tổng trị giá là 3.016.000 đồng. Hai là áo mầm non là áo màu đỏ đó, là 45.000 đồng một chiếc, là 78 chiếc. Cô bác anh chị thấy được rằng là Bùi Hồ chỉ mặc, và các anh em chỉ mặc cho 19 bạn ở một cái điểm trường. Tại vì một cái điểm trường ở huyện Nguyên Bằng, Nguyên Bình, một điểm trường ở huyện Nguyên Bình thì ngay tại điểm trường mà sâu nhất thì chỉ có 19 em. Nguyên Bình, cái trường học đó thì có hai điểm, cô bác anh chị, một điểm chính và một điểm thứ hai nằm ở trên núi cao hơn đó. Nên là nữa là Bùi Hồ nói là chọn một cái điểm trường nào mà các em bé khó nhất để mà mình trao, rồi sau đó còn bao nhiêu á, tất cả bao điểm chính và điểm còn lại là bao nhiêu trường thì mình sẽ trao hết luôn. Tuy nhiên mình sẽ trao 19 chiếc áo thông qua một điểm trường xa nhất. Áo mầm non màu đỏ là 45.000 đồng một chiếc, là 78 chiếc là 3.510.000 đồng. Mũ là nón, các bác anh chị, là 13.000 đồng, nón len đó là 13.000 đồng một cái, 13 cái là 13.000 đồng một cái, tổng cộng là 1.768.000 đồng. Tất là 6.000 đồng một cái, 116 cái là 696.000 đồng. Tất của mầm non là 5.000 đồng một cái, là 156 cái là 780.000 đồng. Tổng chi phí là 9.770.000 đồng, gồm có tất, nón len và áo ấm cho cả hai điểm trường mầm non và tiểu học đó. Thì tổng cái chi phí là 9.770.000 đồng. Phí vận chuyển đó, cô bác anh chị, phí vận chuyển là 360, phí vận chuyển từ Hà Nội lên đó. Tại Bùi Hồ đặt những cái phần này nhờ bạn Phan Quế hỗ trợ, và Bùi Hồ đặt ở Hà Nội, người ta sẽ vận chuyển lên cho mình, và phí vận chuyển là 360.000 đồng. Tổng cộng phần áo cho mầm non tiểu học, mũ tất luôn là 10.130.000 đồng. Hai là cái chăn bông lông tuyết là 360.000 đồng, 13 chiếc là 2.795.000 đồng. Túi đựng chăn là 28.000 đồng. Cái túi là cái bạch đầm Bùi Hồ lên trao á, ở trên cái bục của cô bác anh chị, là bình thường là khoảng 30, nghe nói làm từ thiện thì cái hãng cũng giảm giá xuống là 13 cái túi là 364.000 đồng. Thảm lông cừu 2m 105.000 đồng, 13 cái chiếc thảm, 1.365.000 đồng. Đấy, và tổng cái phần những cái phần như là chăn bông, túi đựng chăn và thảm lông cừu là 4.524.000 đồng. Phí vận chuyển là 60.000 đồng. Tổng cộng là 4.484.000 đồng. Đó, cái đó là cái phần thứ hai. Và Bùi Hồ cũng đã chuyển khoản cho những cái cửa hàng đó hết. Tiếp theo, đó là cái tét nước hay còn gọi là cái thùng để mà chứa nước, để dự trữ nước lại khi mà mưa thì có nước để đựng ở trên đó và xả xuống để cho trường sử dụng, là một cái thùng đựng nước là 1.800.000 đồng. Đó, một cái là 1.800.000 đồng. Hai là, tiếp theo là dép tổ ong, là tổng cộng dép tổ ong là 1.260.000 đồng cho các bé nha cô bác anh chị, gồm có mầm non và tiểu học luôn. Tiếp theo đó là tiền ăn cho đoàn cùng cô giáo ở Triệu Nguyên thuộc Nguyên Bình, gồm có cho các bé, cái phần ăn cho các bé nè, cho các anh em trong đoàn, và cũng như là mời các cô giáo một bữa cơm. Đó là ở Triệu Nguyên của Nguyên Bình đó, ở Triệu Nguyên của Hào Quảng cô bác anh chị là 4.000.000, ở trường Triệu Nguyên là 4.105.000 đồng. Đấy, còn tiền ăn cho đoàn cùng cô giáo tại trường Nậm Găng là, ở đây có 19 học sinh thôi, là 2.271.000 đồng. Tổng số tiền là 2.271.000 đồng, là một điểm trường ở trên là 4.105.000 đồng, điểm trường ở dưới là 2.271.000 đồng. Vậy thì tổng cộng số tiền gồm có áo len, tất, mũ, rồi dép tổ ong, tét nước, những bữa ăn cơm có thịt cho các bé, và cũng như là mời cơm của cho các cô là tổng cộng với số tiền á
là 24.050.000 đồng. Đây là tổng cộng cái số tiền chi phí để mà trao quà nha cô bác anh chị. Vậy thì tổng cộng hết số tiền là 24.050.000 đồng. Và cái chi phí vận chuyển đưa đồ dùng lên trường, đưa đến tất cả các điểm trường và di chuyển từ thành phố Cao Bằng về hai điểm trường thì được bên các anh em ở địa phương Cao Bằng hỗ trợ chi phí di chuyển tiền xe đó, nên thành nữ là cái tiền đó không có bị tốn nữa. Và số tiền danh sách mạnh thường quân hỗ trợ thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho Bùi Hồ 200 đô để đi di chuyển ra Gia Bắc. Cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ là 10 trích quỹ, anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ là ủng hộ 10 triệu đồng và trích quỹ của chị Lộc Quyển ở Úc là 14.050.000 đồng, là tổng cộng số tiền cho cả chuyến đi phát quà vừa gọi là 24.050.000 đồng. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng hành trình cũng đã kết thúc rồi và cũng cảm thấy rất là vui khi mà đã làm trọn vẹn cho những cái điểm trường mà Bùi Hồ cần đến và gặp gỡ những cô giáo để chia sẻ những cái câu chuyện những trẻ em ở vùng cao đến trường là như thế nào. Và ngày hôm nay thì chia sẻ đoạn clip này để công bố danh sách số tiền chi tiêu trong cái chuyến đi vừa rồi đó, chi tiêu trong chuyến đi vừa rồi và danh sách mạnh thường quân ủng hộ gồm có cô Su Liêu Hồng ở Mỹ nè, rồi anh Lê Quang Nhiêu nè, rồi chị Lộc Quyển. Và thông tin với cô bác quý anh chị á thì đây là một cái phần quà, mặc dù đối với các bé nó không có lớn lắm, tuy nhiên đối với Bùi Hồ cảm nhận thì đó là một phần quà vô cùng ấm áp mà tất cả quý mạnh thường quân đã dành cho vùng đất Cao Bằng nói riêng. Và mong rằng trong những cái hành trình sắp tới á mà Bùi Hồ cũng sẽ di chuyển về đó những điểm trường sau Tết á, thì mong cô bác quý anh chị sẽ cùng đồng hành với Bùi Hồ để mà giúp cho các bé vượt qua những cái phần nào đó khó khăn vất vả hơn cô bác quý anh chị. Và cũng nhân dịp cũng gần năm mới rồi thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm rất là nhiều đã hỗ trợ đồng hành Bùi Hồ không những là những cái chuyến đi thiện nguyện ở những cái điểm vùng sâu như thế này mà trong một cái chuyến hành trình dài ở một năm qua, khoảng gần một năm kết nối để mà hỗ trợ những cái ngôi nhà, những cái hoàn cảnh khó khăn để có được những cái mái ấm và họ có một cái Tết sum vầy là một điều gì đó rất là quý báu. Cũng nhân tiện đây thì cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý mạnh hương. Và đây là một trong những cái thước phim mà Bùi Hồ phải tự nói trước ống kính màn hình như thế này. Cũng có chắc có lẽ là trong lời nói một mình độc thoại thì nó không khỏi lấp vấp sơ sức, nên nữa mong cô bác anh chị thông cảm cho Bùi Hồ ha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau và những video clip những ngày Tết ở vùng đất Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.